sai giùm mông đấy. Giùm mông mà thấy sao ta sao đi mất rồi, con gặp chắc không vậy? Thôi chắc. Nó bài nó bài nó. Đấy, chưa. Ngay bác. Tại đi cái nhăn sợ sợ quá nhỉ. Sợ sợ thon thiết. Sợ. À sợ. Nó đi sợ đam tam phú quá bà sợ nó còn tròn nhám ấy sợ bỏ nó trời màu dúa nó ăn bên luôn. Cái sợ, cái sợ cái ấy. Sợ xe luôn này. Không phải mà xa. Đây tam bát dương phơ ấy ở chẳng tới ấy phải chẳng tới dương. Bây giờ hư tại nha. Anh mò bố. Giống như là đi con thằng tha đó, rộp ăn nè đó. Ta tha mò đó là phát lọt đó, ta mò cũng mò ta nghĩ đặng mơ phiền cả. Đó mấy anh, con mà mò. Đó, thơ ca và con với cái đau á. Ăn một chết đó. Không bị cho vào mấy ta đây. Hả lắm, con cũng nhắn. Trong nhà mày đó. Bỏ phần. Bạn đi tụi ba. Và nó phải nhận chúa nó hộp cái dân kinh nó được vào đi. Ơ nó phải nhận nó hộp hộp đi. Mà chỉ ai chắc này. Thật xuất mà đo cái dân áo này. Hộp hộp đi. Một cái dân lắm. Chúng cá vạch tê tê heo một cái tê nữa. Có đẹp cỏ mình cửa lại. Hát được bói nó mà bắt bói nó mà lít. Không nên phong. Phong thấu á. Thế là lấy nặng mà phong đến được. Phong nó mà chắc ai. Phong cậu mà. Phong cậu mà. Phong cậu mà. Sợ ăn thấu à? Sợ đi, còn men kỳ mí ấy. Sợ tam phú mí. Đây là sầu bảy. Sầu bảy. Đây là sợ tam phú mí. Sợ bao đông bốn đẹp xôi thế ấy có đam đã đạt ai cố hai ấy anh làm bông làm đông trài nhá nhưng mà tinh đông bốn ăn men sao mà tim đi sao đạt ai cố hai mà cắm cái lan đấy bọn người lan đó rồi là lọt vào được chứ sợ xấu rồi cha sợ sâu đặt nam ta máu đi tại sao mày mày rộp liếc á thật sự khao đấy mày 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 mày